Rồi bạn nào. Chào mọi người. Hôm nay là ngày lễ Noel, chúng ta sẽ cùng đến với phố đi bộ Bùi Viện tại trung tâm Sài Gòn. Bùi Viện là được mệnh danh là phố Tây, và ở đây đúng với dịp lễ Noel, đây là ngày lễ có thể nói là lớn nhất. Và khi mà mình đến đây trực tiếp chứng kiến thì dù đây bây giờ là ngày Noel chính thức á, nhưng mà có thể nói là ở đây là khung cảnh ở đây, cái chuyện buôn bán ở đây là quá là thê thảm luôn. Theo nhận xét của cá nhân mình á, thì phố Tây Bùi Viện năm này là rất là tình hình rất là thê thảm so với lại cái lượng khách của những năm về trước, là bây giờ là ngặt đường rồi. Nhưng mà mình đang đi vào khu phố này, và đây mình đang đi vào khu phố này và thấy là nó rất là ế ẩm. Cái lượng người mà theo mình nhận xét á là chỉ bằng 1/4 của những năm về trước thôi. Đây, những con đường vẫn rộn ràng, nhạc sập sình, rồi những cái nhân viên của các cửa hàng, quán bar, những tụ điểm ăn chơi rà ram chào mời mọi người. Nhưng mà tình hình có thể nói là khá bi đát luôn, đến giờ này mà vẫn không có quá nhiều khách đó các bạn. Những cái bàn rất là vắng vẻ luôn. Nếu lượng người như vậy á, thì có thể nói là phố Bùi Viện năm nay là thất thu quá nổi luôn. Đây là những dãy hàng ghế là rất là trống vắng nha các bạn. Đây, có thể một phần là do siêu khói tinh tế toàn cầu, và cũng như là việc là thổi độ cồn cho nên là những quán xá rất là vắng. Đây rất là ít khách nước ngoài. Phố đi bộ vẫn cho xe vào được. Chỉ trên đường đông nhất là chỉ có là nhân viên của các quán bar, quán nhậu, quán rượu chào mời khách hàng thôi, chứ còn du khách thì gần như là không có. Người dân địa phương thì tuyệt đối chỉ như không có đến đây nhiều á. Theo thông lệ là ngày 24 là ở Việt Nam là ngày Noel, nhưng trên thực tế là ngày 25 mới gọi là cái ngày Noel, ngày lớn, ngày lễ trọng của những người theo đạo Công giáo, và cũng như là với tất cả rất là nhiều người Việt Nam. Nhưng mà tình hình là phố này rất là trống vắng, nhạc sập sình, đèn màu, nhưng mà những dãy bàn ghế là rất là trống. Các bạn có thể thấy là dòng người đi bộ nó rất là thưa vắng á, nó không như những năm về trước. Những dãy bàn ghế là khá là trống vắng luôn. Hàng ghế là trống vắng khá nhiều nha các bạn. Hàng ghế là quá trống vắng luôn. Càng về cuối đường Bùi Viện thì các dãy hàng quán càng thưa thớt hơn. Mình sẽ chiếu đây, những dãy hàng quán là rất là ít khách thôi, thi thoảng có vài người khách Tây ngồi thôi, chứ còn lại là gần như là không có, ít có người Việt. Nhưng mà theo nhận xét của mình thì năm này trống vắng, những dãy bàn nó rất là trống vắng thôi các bạn. Đây rất là trống vắng luôn. Đây là càng về phía cuối dãy phố Bùi Viện thì càng lại vắng luôn. Âm nhạc cũng được mở rất to, do mình sử dụng microphone cho nên là nó thâu tiếng nói của mình thôi. Chứ còn ở đây khá ồn ào, nhưng năm nào mình cũng đến đây, và mình đến đây rất là nhiều lần, và đây là năm mình thấy là khu phố Bùi Viện là rơi vào trong cảnh là khe thảm nhất. Nó vắng như thế này
thì khách Việt bây giờ là lễ Noel nhưng mà rất là ít người. Lẽ ra là so với mọi năm thì năm nay là con đường này là không còn, không có phải là phải đi xe thẳng thông tả như này thôi. Đây là những cái dãy hàng quán gần như là không có khách luôn, chỉ có là những cô nhân viên rất trẻ rất đẹp ra chào mời, nhưng mà nó lại là không có khách nha các bạn. Chúng ta đi về phía cuối đường và nó thưa vắng như vậy á. Phố Bùi Viện là rất là thưa vắng, báo chí chỉ có thổi phồng lên về cái sự đông đông đúc này thôi. Và chúng ta sẽ rời phố Bùi Viện để đi đến một vài địa điểm khác nữa. Bây giờ mình đã đi ra phía Hiến Khánh Bình rồi, cho nên là con đường dẫn đến phố Bùi Viện nó cũng quá là vắng vẻ thôi. Livestream của mình là đến đây là xin tạm dừng lại và hẹn gặp lại những cái người khán giả của Vĩ Vũ ở trên một cái livestream khác, ở một điểm khác với một sự kiện văn hóa khác. Mình thi thoảng buổi tối là mình sẽ đi ra đường để tham quan thành phố và xem lại cái những diễn biến mà đã xảy ra. Đường phố quận nhất, không khí của mùa Noel năm này có gì đó rất là vắng vẻ luôn. Những dãy xe taxi chạy dài và những con đường nó rất là vắng. Phía này là đây là trung tâm của thành phố nha các bạn. Đây là con đường mình rất là quen thuộc với mình, rất là nhiều năm mình đã từng làm việc ở đây. Ngày xưa là mình là những năm đầu vào Sài Gòn thì mình làm ở phóng viên cho tạp chí xưa và nay á. Sau đó thì mình cũng lang thang vài nơi rồi, cho nên con đường này đối với mình rất là nhiều ký ức, rất là nhiều kỷ niệm. Và phía trước là đường Trần Đạo. Chúng ta ra đường Trần Đạo, đây là con đường hướng về trung tâm của quận nhất, con đường nằm ngay quận nhất, nhưng mà nó vẫn khá là vắng vẻ luôn. Không khí Noel năm nay là thật là quá là buồn luôn. Rõ ràng là cái suy thoái kinh tế sau đại dịch nó ảnh hưởng tác động đến mọi mặt của đời sống. Ngày hôm qua thì mình có đi xuống xuống đạo Gò Vấp, thì cái lượng người mà tham gia cái lễ hội của mùa vọng Noel năm nay là nó giảm đi rõ rệt. Năm nào mình cũng đến đó, nhưng năm nay là chỉ bằng 1/4 năm ngoái và nó còn ít hơn nữa, ít hơn 1/4. 1/4 là chỉ là con số của mình ước tính thôi, chứ trên thực tế là đây là cái ngã tư giữa Khánh Bình và Trần Đạo, thì bây giờ là cũng khá là ít người á. Hồi nãy mình có đi ngang qua khu vực nhà thờ Đức Bà, nhưng mà nhà thờ Đức Bà cũng khá là vắng người. Giờ chỉ vậy thôi. Đường Trần Đạo, trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh trong mùa Noel chỉ có rất là ít người, không quá đông, không quá rộn ràng và không quá tấp nập. Tâm chứ tự nhiên về quận 8. Giờ mình đi về quận 8 đó. Quần ngược lại lên về phía Bến Thành đó. Về phía Bến Thành để về chứ. Rồi mình chỉ kéo dài cái livestream này tới một đoạn đường này. Và bây giờ là mình xin tạm biệt mọi người. Hôm nay mình lên phố Bùi Viện và bây giờ trên đường về thôi chị. Các anh chị thấy là đường Trần Đạo, một trung tâm của quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, mà đến giờ này mà nó vắng vẻ. Mùa Noel, ngày lễ Noel mà nó vắng cỡ này á. Rõ ràng cái mà suy thoái kinh tế sau đại dịch là nó tác động đến mọi mặt của đời sống,
và nó khiến cho một cái thành phố vốn sôi động và là trung tâm kinh tế hàng đầu, nhưng mà cái mùa lễ hội lại là rất là vắng vẻ.